Hi, xin chào các bạn đang nhìn thấy đây là chiếc Mercedes S-Class Cup phiên bản nâng cấp giữa đời 2018. Và chiếc xe trưng bày ở triển lãm VMS 2018 là cái phiên bản S450 4MATIC, tức nghĩa là nó sử dụng cái khối động cơ xăng tăng áp 3 lít V6 cho công suất 367 mã lực và có cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC, lừng danh của Mercedes. Cái điểm ấn tượng nhất về cái S450 4MATIC này có hai thứ và đều liên quan tới đèn. Thứ nhất là hai cái cụm đèn LED trước của nó có tất cả là 94 viên pha lê Swarovski. Thật ra là nó còn một viên nữa nhưng mà nó nằm bên trong xe. Cụm đèn trước của S450 Cup thì nó là full LED nhưng mà lại chưa có cái tính năng multi beam LED, tức nghĩa là cái đèn LED đa luồng thông minh. Và cái điểm thứ hai cũng nổi bật về đèn của S450 2018 đó là cái cụm đèn sau của nó sử dụng công nghệ OLED. Thì một tí nữa mình sẽ cho các bạn xem chi tiết. Còn bên hông xe thì nổi bật với lại cái bộ mâm kích thước 20 inch đa chấu. Cái đường nét thân xe nhìn rất là quý sở tộc, rất là kiêu sa. Cụm đèn hậu của S-Class Cup sử dụng công nghệ OLED. Và nếu mình nhớ không lầm, S-Class Cup phiên bản nâng cấp giữa đời 2018 là chiếc xe thương mại đầu tiên có sử dụng cái công nghệ đèn OLED cho cái cụm đèn phía sau. Bên dưới thì có một cái đường viền chrome nối hai ống bô tạo cái cảm giác cao cấp cho chiếc xe. À, ban nãy mình chưa nói, S-Class Cup nó có tất cả là 4 camera và dĩ nhiên nó là có cái camera 360 độ. Cốp sau thì cũng khá là rộng, đóng mở bằng điện. Nhưng mà chiều sâu thì mình nghĩ là không đủ để mà chứa một cái túi chơi golf. Bây giờ chúng ta sẽ vào khám phá phần nội thất của S-Class Cup 2018. Theo mình á, S-Class Cup 2018 nó có thể là có ít không gian hơn so với lại Mercedes Maybach, nhưng mà những cái trải nghiệm bên trong nó mang lại thì có thể nói là tương đương với Maybach chứ không phải là Mercedes S-Class 4 cửa bình thường. Bây giờ mình sẽ vào hàng ghế sau của S-Class Cup để xem như thế nào. Này, nó sẽ tự động trượt lên. Rồi, vào hàng ghế sau của S-Class, không gian cũng khá là ổn. Nói chung là ở hàng ghế này thì mình cũng không có gì để chia sẻ nhiều, ngoại trừ là mình thích cái phần cửa sổ trời toàn cảnh ở đây, nhìn nó rất là hoành tráng. Ở giữa thì chúng ta có một cái bệ tì tay và được lót nhung bên trong, có cửa gió phục vụ riêng cho hàng ghế phía sau. Đây, và có một cái loa, dàn loa theo chiếc S450 Cup này là Burmester 25 loa cho công suất là 1560W. Nhưng mà hàng ghế sau thì chỉ ngồi được hai người thôi, bởi vì nó có con ngựa ở đây, bệ trung tâm ở đây, thế nên là người thứ ba sẽ không thể nào ngồi giữa được. Rồi, bây giờ mình sẽ lên phía trước, bởi vì hàng ghế trước mới là trọng tâm của S-Class Cup, ngược với lại cái phiên bản S-Class 4 cửa bình thường. Chúng ta điều chỉnh ghế ở đây thông qua những cái nút bấm này. Ở đây thì có nhớ ba vị trí ghế, có làm mát ghế tích hợp bên trong và có sửa ấm ghế luôn. Và cái trim gỗ này, nếu mình nhớ không lầm là chỉ có trên Maybach thì là có cái đặc điểm gọi là vân gỗ flowing line. Đây có lẽ là một trong những cái trim gỗ, cái phần up trang trí gỗ có giá cao nhất của Mercedes cũng như là Maybach nói chung. Phần đắp lô của S450 thì nó giống Mercedes Maybach hơn là cái phiên bản S-Class bình thường. Đây, ở đây chúng ta có một cái nút để mà kích hoạt tính năng Night Vision, tức nghĩa là nó có một cái camera hồng ngoại phía trước, thì khi mà chúng ta đi ban đêm đường tối không có đèn đường á thì chúng ta có thể sử dụng cái tính năng này để mà nó hiển thị cái hình ảnh trắng đen lên cái bảng đồng hồ tốc độ ở đây, và chúng ta có thể xem rõ nét hơn những cái chướng ngại vật phía trước thông qua cái hình ảnh của camera hồng ngoại. Vô lăng của S-Class Cup thì là giống cái phiên bản S-Class nâng cấp giữa đời, nó hiện đại hơn, nó high tech hơn. Rồi, bây giờ mình sẽ đề máy lên. Wow, rất là êm ái, thậm chí là đang mở cửa luôn. Động cơ V6 3 lít 367 mã lực, nổ rất là thì thầm. Và các bạn có thể thấy là những cái đèn ambient light nội thất, chúng ta có thể chọn được 64 màu khác nhau. Ở đây chúng ta có thể chọn được 3 kiểu hiển thị của cái bảng đồng hồ tốc độ. Mình cực kỳ thích cái nút gọi là touch control này, nó giống như là cái phím của BlackBerry ngày xưa. Và trên chiếc S-Class Cup này mình thấy rất là thích một cái tính năng, đó là tính năng Energizing Comfort. Khi mà vào cái chế độ này á thì chúng ta có thể chọn những cái mood, những cái không khí để mà đem lại cái sự hưng phấn hay là dễ chịu hay là sôi nổi. Thì chiếc xe này nó sẽ tự động chọn cái phong cách nhạc, chọn cái mùi hương,
Ở đây, ở bên đây thì chúng ta có một cái chỗ để mà đựng nước hoa trong xe hơi. Và thậm chí là xe nó cũng sẽ chọn cái chế độ massage sao cho phù hợp để mà cho tâm trạng của chúng ta nó theo cái mood dễ chịu hay là hưng phấn, sôi nổi gì đó. Ghế trước của S-Class Cup thì là có chế độ massage nha. Còn trên S-Class 4 cửa thì chỉ có ghế sau là mới có chế độ massage thôi. Điều đó cũng cho thấy là mẹt ưu ái cho người ngồi phía trước hơn trên S-Class Cup so với lại người ngồi phía sau. Và ở đây nó còn có một chế độ training, giống như là một cái chế độ hướng dẫn chúng ta tập thể dục để mà lấy lại cái sự sảng khoái tươi mới. Đây là tính năng mình dường như là mình chỉ mới thấy trên xe mẹt. Giao diện thì là tiếng Việt nhưng mà cái giọng nói, cái hướng dẫn thì vẫn là tiếng Anh. Và những cái trang bị tiện nghi cũng như an toàn của S-Class Cup nó đều tương đương với lại cái phiên bản S-Class hiện nay. Thế nên là mình cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều, bởi vì nếu như mà kể ra thì sẽ đến sáng mai mất. Cái list nó rất là dài. Và cuối cùng, cái điểm mình muốn chia sẻ với các bạn trong nội thất của S-Class Cup đó là viên pha lê Swarovski thứ 95, nó nằm ở trung tâm của nội thất. Bên dưới thì chúng ta có chỗ để ly. Và ở đây thì chúng ta có sạc không dây cho các thiết bị di động chuẩn chi. Hộp số theo xe là hộp số tự động 9 cấp. Một chiếc xe rất là high tech và đồng thời nó cũng mang lại những trải nghiệm đúng nghĩa gọi là cao cấp và xa hoa. Rồi, để kết thì mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nên đến VMS, đến gian hàng của Mac để mà trải nghiệm ngồi lên những chiếc S-Class cũng như là chiếc S-Class Cup này. Thì ở góc độ cá nhân của mình đó, thì mình thấy là ngồi vào chiếc xe này mình có cảm hứng sáng tạo nhiều hơn và có cảm hứng đổi đời nhiều hơn. Nhiều hơn so với các việc là mình uống cà phê của anh qua gì đó. Ok, xin cảm ơn.